xin chào các bạn, mình là Kim Dung từ bên Vita bột phun nước hoa Vita. Hôm nay mình làm video này để chia sẻ với các bạn một chủ đề, đó là tại sao mình nên mua nước hoa chiết. Thì bí kíp để mà mình tiết kiệm và không mua phải một cái mùi mình không thích, đó là mình tạm đừng nên mua một chai full, tức là một chai đầy ngay từ đầu. Vì sao vậy? Thì theo tính toán của mình thì một chai 50ml thì mình sẽ xịt được khoảng chừng 735 tới 750. Cái sót xịt, nếu mà bạn có khoảng 10 chai, mỗi chai 50ml thì bạn sẽ có 7.350 lần xịt. Thì nếu mà một ngày mình sử dụng khoảng chừng 5 đến 6 sót xịt thì mình sẽ cần khoảng 4 năm để mình xài hết nước hoa mình đang có. Tuy nhiên là nếu mà mình cứ tiếp tục mua thêm những cái mùi hương mới, mua thêm những cái mùi hương mà mình thấy hay, thấy thích, thì cái nguy cơ mà lãng phí tiền nó là rất là cao. Vậy mình phải làm sao? Thì mình xin chia sẻ luôn là mình sẽ có những cái option khác như thế này. Cái option đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là mua nước hoa chiết. Thì nước hoa chiết là gì? Nước hoa chiết là một cái chai do người bán chiết từ chai lớn dung tích 50 hoặc 100 sang các chai nhỏ hơn có dung tích là khoảng 10 hoặc 20 ml với một cái mức giá tiền thấp hơn. Thì theo kinh nghiệm của mình á, 10ml nước hoa là cái khoảng nước hoa phù hợp để bạn nhận ra là mình có thích cái mùi hương đó không. Mình có thể xịt phun que từ 5 đến 6, 7 lần trong những điều kiện khác nhau. Ví dụ như khi trời lạnh, khi trời nóng, ban ngày, ban đêm. Mình sống với cái mùi hương đó đủ lâu để mà mình cảm thấy là mình thích nó, để mình mua chai full. Hoặc nếu không thích nó thì mình cũng không quá tốn tiền vào một cái chai mới và đầy. Nên mình không thích nó thì đơn giản là mình không sử dụng nữa thôi. Đó, so ra với cái việc mà mua nước hoa chiết nó rất là tiết kiệm đối với những cái chai nước hoa mà đặc biệt đắt tiền. Ví dụ như là mình có những cái chai nước hoa có giá tới khoảng chừng 1 triệu 10ml lận, thì chai full box của nó thì tầm khoảng tầm 6 đến 7 triệu. Do vậy thì mình chỉ phải bỏ 1/5, 1/6 hoặc 1/7 để mình mua các chai với dung tích nhỏ hơn, ví dụ như là 5ml hoặc 10ml với cái mức giá tiền rất là thấp, để mình có thể thử được cái mùi hương đó, mình nhận ra là mình có thích nó không, mình có sử dụng nó được hàng ngày để mà mình quyết định mua chai lớn hay không. Nhìn chung theo mình thì mua nước hoa chiết là một cách rất là ok để mà bạn thử nước hoa trước khi bạn mua chai full. Tuy nhiên hạn chế của nó là bạn cần tìm một nơi thật sự uy tín. Và nếu có thể thì mình có thể tới trực tiếp để xem họ chiết từ chai gốc ra chai chiết như thế nào trước khi mình mua. Cái option thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến với các bạn đó chính là mua gốc. Gốc ở đây là gì? Thì sau khi mà một người bán đã chiết đi khoảng chừng 30, 40, 50 ml thì họ sẽ còn cái chai hãng cùng với khoảng chừng một nửa dung tích ở trong đó là khoảng chừng 50 ml. Bây giờ mình sẽ ví dụ thử cho các bạn coi ha. Ở đây mình có một chai Bergamot 22 của Le Labo, thì chai này nó chỉ còn khoảng 50 ml thôi. Đây. Thì nếu mà bạn mua cái chai này cùng với cái phần 50 ml dung tích này thì cái này gọi là cái gốc. Đây là một cái gọi là cái gốc 50ml của chai Bergamot 22 nè. Thì cái gốc này giá của nó sẽ cao hơn là 50ml Bergamot 22 một chút. Ví dụ như là bạn mua 5 cái chai chiết 10ml của B22 thì bạn có thể mua luôn cái gốc. Mua luôn cái gốc là gồm có 50ml và cả cái chai này luôn, thì giá nó sẽ đắt hơn 5 cái chai 10ml kia một tí. Nhưng mà bù lại thì bạn được sở hữu cái chai. Thì theo mình đây là một cái lựa chọn tốt hơn nữa đối với những bạn mà mình vừa yêu thích mùi hương mà mình vừa muốn sở hữu cái chai nước hoa này. Đây. Thì để không phải mua một chai đầy gặp mùi mình không thích, không phải tốn quá nhiều tiền cho một chai nước hoa mà không chắc là mình sẽ sở hữu lâu dài, thì theo mình đó là hai giải pháp, một là mua chiết, hai là mua gốc, là hai giải pháp rất là hợp lý để mà mình có thể sở hữu được nhiều mùi hương mà không tốn quá nhiều tiền. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian coi video của mình hôm nay ha.